3 hecta đất nông nghiệp đã bị ngập lụt. Thượng Hải và một số tỉnh lân cận dự kiến sẽ nhận được lượng mưa 300 mm. Theo Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp bão Bibinca đang ở cách Thượng Hải 35 km về phía đông nam và di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 28 km/h. Thành phố Thượng Hải với dân số 25 triệu người hiếm khi phải nhận cơn bão mạnh, bởi những cơn bão thường đổ bộ vào đất liền về phía nam của Trung Quốc. Bão Yagi đổ bộ vào đảo Hải Nam phía nam Trung Quốc vào đầu tháng này là ở cấp độ siêu bão. Cơn bão số 3 Biển Đông cũng tàn phá nhiều đất nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là thiệt hại nặng nề nhất. Tại Myanmar, bão Yagi đã khiến cho 74 người chết và hàng chục người mất tích. Bão Yagi đã khiến cho 4 người ở Hải Nam Trung Quốc, ít nhất 10 người chết ở Thái Lan, 20 người chết ở Philippines. Riêng Việt Nam là tính đến ngày 15 tháng 9 là đã có 353 người chết và mất tích, khoảng 1.900 người bị thương. Cũng như lũ lụt sạt lở đất ảnh hưởng lâu dài đến nhà cửa của người dân. Bão Bibinca mạnh nhất 75 năm gây thiệt hại ở Thượng Hải. Bão Bibinca, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Thượng Hải, Trung Quốc kể từ năm 1949, gây thiệt hại lớn khi đổ bộ trực tiếp vào sáng ngày 16 tháng 9. Hơn 414.000 người đã được sơ tán vào ngày 16 tháng 9 khi những cơn gió mạnh và mưa như trút nước ập vào Thượng Hải, Trung Quốc. Các trường học đóng cửa và người dân được khuyến cáo ở trong nhà. Theo truyền thông của nhà nước Trung Quốc, hơn 60.000 thành viên lực lượng ứng cứu khẩn cấp và lính cứu hỏa đều được triển khai để hỗ trợ Thượng Hải. Các chuyến bay, phà và dịch vụ tàu hỏa ở Thượng Hải và các tỉnh lân cận đã bị đình chỉ trong cơn bão Bibinca, làm gián đoạn việc đi lại trong suốt 3 ngày Tết Trung Thu của người dân Trung Quốc. Do ảnh hưởng của Bibinca, các sân bay ở Thượng Hải phải hủy hơn 1.400 chuyến bay bắt đầu từ ngày 15 đến hết ngày 16 tháng 9. Tại Hàng Châu, cách Thượng Hải khoảng 170 km về phía Tây Nam, chính quyền thành phố cũng đã hủy hơn 180 chuyến bay. Bão Bibinca đổ bộ Thượng Hải